Hello cả nhà, hello, welcome back Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Một lần nữa cảm ơn quý vị ủng hộ Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Bữa nay là sắp Tết rồi, từng này từng sau là Tết rồi. Tết năm nay lọt vào ngày Chủ Nhật, đúng mùng 1 đó rồi. Mấy chục năm rồi em mới thấy được ngày em nghỉ đúng là ngày Chủ Nhật. Chứ mấy năm rồi Tết là vẫn đi làm như thường. Năm mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng, nghe không? Năm nào cũng trúng mùa màng, cây cối xum xê. Cố gắng làm sao cho nó giống như cái vườn của em vậy. Thì bữa nay em giới thiệu với quý vị qua cái cây đu đủ. Nói về đề tài cây đu đủ đó, hôm trước em có làm cái clip lúc tháng 7 đó. Thì em nói nếu mà cái tựa đề của cái clip tháng 7 là trồng đu đủ, cách trồng đu đủ ăn trong năm đó. Thì cái cây này nè, quý vị còn nhớ không? Cái cây này là cái cây em trồng nghiêng đó. Không phải một cây đâu, bên hông đây một cây nữa. Bữa nay làm cái clip và review của cái cây đu đủ, cách trồng đu đủ nghiêng. Thì ở dưới này lúc đó em có cắt miếng gạch đó, quý vị biết rồi, em độn lên đây nè, 1/3 của cái chậu. Trồng cây đu đủ rất là nhỏ mà trồng nghiêng. Nhiều người cũng thắc mắc rồi, ủa tại sao phải làm như vậy? Rồi có người thì nói cái này chắc của đẳng cấp của Harvard University rồi. Em nói quý vị là mấy cái đó là chỉ có mỉa mai em chơi cho vui, chứ mà em làm với cái tư cách là người nông dân sống ở xứ này, nghe không? Xa quê hương nhớ mẹ hiền đó. Cái nông dân của tụi em là chơi với cái sở thích đam mê ghiền rồi trồng thôi. Chứ thật sự cái trái đu đủ Hawaii ở ngoài nó bán đầy rẻ lắm. Cái này là Hawaii nha, đu đủ Hawaii nó bự rồi nè. Quý vị trồng cho em giống như em như cho nó vui nè, 4 trái một chùm. Cái cây này nó đặc biệt mà trái bữa nay em làm nó bự rồi em mới làm, chứ nhiều khi làm nhỏ rồi cái người ta nó khoan hả, chờ nó lớn rồi hả làm. Thì giờ em chờ nó lớn rồi nè, bây giờ là ăn được rồi. Nhưng mà nếu cho ngon nữa, để cho nó hòm, nó chín nó hòm hòm nó là ngon. Cái này em làm vào lúc tháng 7 đó, mà bữa nay tháng 1 là ok rồi, nó mới lớn vậy là nó bự. Nếu mà em làm vào tháng 4 thì giờ nó bự rồi. Thì bữa nay em tỉa cho nó bớt mấy cái lá nhỏ nhỏ này, mình không cần thiết quý vị tỉa được. Tại vì đây là cái đọt mà để nó bung ra nè, nó lợi hại vậy. Những cái lá này không cần thì em cũng cắt gọn chút xíu thôi, chứ không có cắt nhiều lắm. Nhưng mà để cho lá nó quang hợp. Cắt xác này đi, rửa nó lại. Cây đu đủ nó dễ trồng mà nó rất là tiện nghi, mình có thể cắt ghép rồi mình. Cái cây đu đủ quý vị nhớ em chơi cây đũa rồi em chặt đọt nó luôn. Nhưng mà giờ trái xum xê, nước ở đâu á, trời mưa à. Quý vị thấy không, em đang làm cái clip mà trời mưa lên đầu em luôn. Cách trồng thì khá đơn giản, em có làm rồi đó. Cái cây đu đủ thì cái chậu này 30 galon 27 đó thì em có giới thiệu rồi. Hiện tại bây giờ gốc nghiêng, trồng nghiêng nha, trồng nghiêng 45 đó, mà lên nay lên nó vẫn còn nghiêng. Bên kia cây nữa kìa quý vị thấy không, rồi đằng sau em cây nào nó cũng bông trái hết. Thì cây này là cái cây điển hình mà thích nó nhất, là tại vì nó chơi một chùm hoa bốn múi này. Là cái cây này chưng Tết là sẽ rất là tuyệt vời. Thì tí nữa em có nghĩ qua rồi, em để các bạn ở đây để em làm cái mâm ngũ quả của em, là cây này tượng trưng cho cầu đủ xài. Cái này là bốn đủ nè, để các bạn ăn trước. Em để cặp dừa với cây sung ngay giữa nữa. Thì cái mâm ngũ quả của em năm nay là có thể là như vậy đấy. Thì quý vị thấy bên đây nó ra thêm một đọt, mà đọt bên đây sẽ sắp sửa sẽ đậu trái nữa, tiếp tục bên đây. Mấy trái này em nghĩ nó cỡ này thôi, đu đủ Hawaii là trái cỡ này được rồi, nó không có bự lắm nữa đâu. Em nói bự mà không ai hình dung được bao lớn, để em kéo cái thước thôi kìa, để em kéo cái thước. Thước của em đâu? Ok, cái thước của cái trái trên đó, cái trái chĩa lên trời nè, cái này chỉ thiên nè. Chỉ thiên này là cái trái bề ngang em cho 5 inch đi. Dạ 5 inch rồi đó nha. Trái đu đủ bề ngang 5 inch rồi đó, dài 7 inch là ok rồi đó. Trái dưới 6 inch. Nha, bề ngang 5 inch dài 6 inch. Cái trái bên đây dài nè, trái bên đây dài hơn. Bên đây dài 8 inch nha,
để em quay lại cho quý vị coi. Cái này cái hoa, cái trái này dài 8 inch nha, đu đủ dài 8 inch, bề ngang cỡ 5 inch đó nha. Đúng rồi, bề ngang 5 inch, em không dám đụng sợ nó trầy. 8 inch, 5 inch, trái bự nhất đó. Nhưng mà như vậy còn bự nữa nha, chứ chưa thấy nó già đâu. Nó đại khái là già rồi nhưng mà được. Thì đây cũng là cái niềm hãnh diện chung cho cộng đồng mình nha quý vị. Em trận lạnh chiến rồi thì bà con cũng bị thất phước, thất trời mưa, bị thất thoát mùa màng. Vui ha. Em chưa bao giờ làm clip mà bị mưa vậy. Nhưng mà em đi quay, không sao, không sao. Cái bao ni lông ở trên nó có hơi nước rồi, trời gió nó vũ rớt nước xuống vậy đó. Thành thử em nghĩ trong này em khỏi cần tưới cũng được. Bữa nay đủ rồi đó. Thì em chia sẻ cái clip này nó rất là, mình gọi là cái tâm huyết của em làm vô cái clip đợt trước đó. Thì em nói với bà con mình ủng hộ em cảm ơn rất là nhiều. Chứ sự thật nó cũng có sự vất vả trong đó, chứ không phải thật sự mà nói modern nature mà trồng cái cây vất vả lắm quý vị. Thật sự không có ai mang tới cho em hết, mà kinh nghiệm thì tự mình làm. Rồi chăm sóc phân bón đó, xin lỗi chứ trồng cái gì cũng phải chăm sóc hết đó. Em cũng tận tình chăm sóc lắm, chứ không phải em tự nhiên em búng tay cái em được dày đâu. Thì nếu được thì bà con ủng hộ khuyến khích thì em sẽ chia sẻ tiếp kế tiếp cho anh em mình coi. Ai có trồng rồi mới biết vất vả lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi nếu mà em trồng thành công thì quý vị khuyến khích em có cơ hội em trồng thêm rồi em chia sẻ. Chứ thật sự không có giấu nghề đâu. Cây này cũng vậy, cây này sắp ra đậu luôn rồi nè, gốc khá lớn đó. Thì cái này chơi với sự đam mê. Thường thường ta nói đam mê, tại sao đam mê? Là tại vì khi mình thích đó, mình làm thất bại mình có thể làm lại được nữa. Cái đam mê nó chỉ có vậy thôi. Còn nếu mà mình không có đam mê, chết lần nữa là xong rồi, chết cái mình bỏ luôn. Thành thử cái gì nó cũng phải lặp đi lặp lại một vài lần mình mới thành công được. Em nói như vậy thì quý vị làm rồi quý vị ấy. Ví dụ như cây năm nay mình bị chết, bị thất mùa thì do cái gì mình rút kinh nghiệm thôi. Em cũng từng bị chết chứ không phải không bị đâu. Thì chứ không phải nói là mà ai giỏi ai tài ba gì hết, không khéo không có chuẩn bị là nó bị chết, thất thoát mùa màng thôi. Nói mùa màng cho nó quay chứ cái này là tiêu khiển thôi nha anh em. Trồng để cho mình thấy được cái quê hương của mình ở đây, mà nhất là cây đu đủ nó rất là gần gũi với bà con Việt Nam mình, là cũng cộng đồng bên này. Bà con ở xứ nóng thì may mắn ở xứ nóng Florida với Nam Cali mấy vùng ấm thì quý vị được cái thời tiết ấm cúng thì được tha hồ mà trồng. Còn tụi em ở xứ này xuống 10 độ F là em theo dãnh củ tỏi hết rồi, 10 độ F là thấy đi rồi. Cái này cũng là cái bước thành công bắt đầu đó. Rồi sang năm em có khuyến khích quý vị trồng là đầu tháng 3, cuối tháng 3 là mình cho xuống đi. Là em bảo đảm trái bự như vậy, vào tháng 8, tháng 9 trái bự như vậy nè. Nếu mà mình không có greenhouse, mình không cần đem vô, cỡ này mình hái ăn được rồi. Rồi chặt sát gốc, rồi bảo vệ sau đó tùy theo cái khả năng của mình. Thật sự mà nói bảo vệ cây trong mùa đông á, chứ cây mà bị sắp sửa chết mà bệnh đó, nó có ngàn cái chứng bệnh mà cả ngàn cách chăm sóc khác nhau hết. Sự thật không có ai đúng mà cũng không ai sai đó. Em cũng có tham khảo mấy cái comment bà con mình cộng đồng nó cố gắng giúp cho chị em mình mà cây bị bệnh đó, thật sự không có trúng mà cũng không có trật nữa. Tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người chăm sóc thôi, chỉ là chỉ chung thôi chứ có cái cây thôi mà tới nhiều người ý kiến quá, thành thử rốt cuộc mình không biết làm sao. Nhưng cái quan trọng là mình phải nắm được cái căn bản cái cây, cái tình trạng của cái cây mình trồng, mình phải hiểu nó, mình biết. Chứ giờ hỏi lên đó thì bà con chỉ chung chung thôi, thì đó cũng là cái hay chứ không phải cái ấy. Nhưng mà bà con mình cố gắng theo dõi chặt chẽ nó, coi cái tình trạng cây. Ví dụ như nhiều khi nó bị lạnh mình cũng không biết, rồi cây thiếu nước dư nước thì dĩ nhiên nó đó là dễ nhìn rồi. Còn nhiều cái bệnh khác mình thấy nó rất là phức tạp lắm, chứ không phải chỉ thì chỉ căn bản thôi. Thì em thấy nó cũng không trúng trật đâu, tùy theo hoàn cảnh thôi. Nhưng mà cái đề tài cây đu đủ của em đây, em muốn chia sẻ cách trồng, rồi thời gian thu hoạch. Em nghĩ chắc khoảng cỡ tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, trên dưới 6 tháng thôi, 5 tháng là nó trái dự bự rồi. Là cỡ này rồi nè. Trồng nghiêng 45 độ chậu. Em làm mấy clip trước đó quý vị, nếu mà miss á thì coi lại cái clip trước. Còn cái clip này là đã thành quả rồi, trái rồi, success rồi. Mà sau khi mình ăn cái này không có nghĩa là mình bỏ cái cây này nha. Cái cây này vẫn tiếp tục lên. Rồi quý vị thích thì mình tháp vô, tháp những cái loại khác vô cái thân đó nè. Cái thân này
cái cây này là chỉ có chậu để trồng mình tiêu khiển thôi. Em có nhiều cây ở ngoài, 2 cây 3 cây ngoài kia nữa, rồi những cây xuống đất luôn, tha hồ mà đậu. Em nói năm nay nếu mà đậu đu đủ thì vô tư. Ok, trước khi video kết thúc đó thì em muốn cho quý vị thấy là tất cả những cái cây mà em trồng đó không phải là em lựa cái cây tốt nhất đâu, mà cái cây này cây thứ hai nè, vẫn trồng nghiêng nha. Hoa vẫn bình thường và vẫn có trái đó, sắp đậu trái đó, vẫn tốt tươi như thường. Ok, rồi qua cây thứ ba. Ok, cây này là cây thứ ba. Vẫn bông nha. Ai nói đu đủ đực thì em chưa có thấy của em có đu đủ đực đâu, nhưng mà đây là toàn bộ là cái hết á. Ok, rồi sao cây thứ tư. Tại vì sẵn làm đó em làm luôn clip thứ tư, cái cây thứ tư luôn quý vị coi. Cây này là cây trái khá dài nha. Tại vì mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 là cây này trái dài, trái dài. Trái này em nghĩ chắc cỡ 6 7 inch đó, chứ không ngắn. Ok, cây này cây thứ tư rồi. Sở dĩ em làm cho quý vị thấy là đu đủ của em nó có nhiều cây chứ không phải một cây, chứ không phải là người ta nói ở anh này anh quay có một cây. Cây thứ tư rồi, em qua cây thứ tư rồi thứ năm. Thứ năm em còn không nhớ nữa. Ok, em chỉ chiếu trên đọt thôi. Cây thứ tư rồi, giờ tới cây thứ năm của em đây đó. Mình đứng hướng này mình đẩy lên thứ năm rồi đó. Đó, cây thứ năm rồi, em nhọt qua bên đây cây thứ sáu. Thứ năm rồi, đầu lên thứ sáu. Thứ sáu đứng góc này cũng đây nè. Giống như em nói với quý vị đó, em có nhiều cây chứ không phải một cây. Là cây thứ sáu của em đây. Cây thứ sáu, 6 cây đu đủ. Mà trong quá khứ, trong tiền thiết đó là mình có clip hết đó nghe. Cây thứ sáu là cây thứ bảy của em đứng góc này. Cây số 7 của em để nằm ngay đây. Cây số 7 của em nằm ngay đây. Mà mình phải đứng đây mình mới thấy. Cây số 7 này thì em định trồng nó nhỏ nhỏ để em đem vô chưng Tết thôi chứ không phải. Nhưng mà vẫn có hoa hết nha. Có hoa hết đó, đó là cây số 7 rồi đó. 7 hay 6? 7 rồi. Ok, tổng cộng là 7 cây đu đủ, mà cây nào cây nấy đều có hoa và có trái. Thì cái em nói ở đây đó là thật sự thì ăn thì dĩ nhiên cũng thích rồi, nhưng mà cái khoái nhất nữa đó là trồng nó có trái đó quý vị. Mà em kết cây đu đủ lâu lắm rồi thì giờ mình mới có khả năng mình trồng nhiều như vậy, có điều kiện chứ. Rồi mẹ thiên nhiên thì cũng ưu đãi, chứ thật sự mình nói không ưu đãi thì cũng không đúng. Thì được cái dàn đu đủ này thì em rất là khoái thật sự mà nói. Rồi đó là 7 cây đu đủ mà em trồng rồi. Đợt rồi em đã làm clip đu đủ nghiêng, còn những cây này thì em trồng trước sổ đũa đó. Bữa nay cái clip này thì update đu đủ. Thì bà con mình mà nếu chưa coi mấy cái clip trước mà cây đu đủ đó, thì cái đợt này là cái đợt có trái hết rồi, ngon lành rồi. Thì có chưa coi mấy cái clip mà đợt trước em chỉ cách trồng đó thì quý vị quay trở lại coi. Rồi chia sẻ clip nếu mà thấy có lý. Thì anyway, Tết chúc quý vị sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm gì làm cũng phải có cảm giác an lành, nhưng nó biết đủ an lành, hạnh phúc là cái đó là cái hay nhất, sức khỏe nữa. Ok, chào.